Thưa quý vị và các bạn, điểm hẹn nhìn lại kinh tế 2017 của ngày hôm nay sẽ là về lĩnh vực ngân hàng qua phần trình bày của phóng viên Tài Phan. Xin chào anh Tài Phan, đâu là hình ảnh mà anh ấn tượng nhất trong suốt cả một năm qua? Vâng, anh Cựu Trí, ấn tượng nhất với tôi có lẽ là hình ảnh tòa nhà này đây. Tòa nhà Saigon One Tower, hay nói đúng hơn, đây là một tài sản đảm bảo cho một khoản nợ xấu thuộc loại lớn nhất ngành ngân hàng, 7.000 tỷ đồng. Vốn y hạch nằm ở đó, ngay giữa trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã vài năm nay mà không hề có hướng giải quyết. Thế nhưng trong năm nay, lần đầu tiên công ty mua bán nợ VAMC đã có thể thực thi đầy đủ quyền của chủ nợ đối với tòa nhà này, đó là tịch thu và giao bán công khai để thu hồi nợ. Lối vào cho công nhân xây dựng tại tòa cao ốc Sài Gòn One Tower đã không được mở ra suốt nhiều năm qua. Lý do là công trình ngừng thi công vì chủ đầu tư không còn đủ năng lực tài chính. Với tổng vốn đầu tư dự kiến là 5.000 tỷ đồng, khoản nợ xấu tính cả gốc lẫn lãi được thế chấp bởi tòa cao ốc này đã lên đến 7.000 tỷ đồng, là khoản nợ lớn nhất mà VAMC từng mua lại từ các ngân hàng. Hai năm qua, sau khi về tay VAMC, khoản nợ này vẫn chưa nhúc nhích. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ bắt đầu tiến triển kể từ khi có nghị quyết 42 được ban hành hồi tháng 8. Nghị quyết 42 thì cũng đã tháo gỡ đối với về mặt cơ chế chính sách đối với ngành ngân hàng trong vấn đề là thu giữ rồi trong vấn đề xử lý tài sản đảm bảo cho các cái khoản nợ xấu. Và đến nay thì chúng tôi cũng đang cho tổ chức thuê cái đơn vị chức năng để thẩm định giá. Thế vào khoảng tháng 1 thì sẽ xác định được giá khởi điểm và sẽ đưa ra đấu giá công khai trên thị trường. Số tiền thu được từ đấu giá tài sản sẽ được dùng để tất toán trái phiếu đặc biệt mà ngân hàng nhận được khi bán nợ xấu cho VAMC trước đó. Nếu giá tốt, các ngân hàng không chỉ thu về được khoản vay gốc mà còn cả một phần hoặc toàn bộ lãi của khoản vay này. Chỉ chưa đầy một tháng nữa thôi thì tòa cao ốc này sẽ được đưa ra đấu giá theo giá trị thị trường. Với sự tiếp quản của VAMC thì hy vọng cánh cửa của tòa cao ốc sẽ sớm trở thành một cánh cửa mở với các nhà đầu tư trong một tương lai rất gần. Và nhờ vậy, tiền lại tiếp tục được chảy vào nền kinh tế. Có thể nói đây là tín hiệu đáng mừng khi mà cục băng nợ xấu gắn với Sài Gòn One Tower đang dần được phá bỏ. Thế nhưng đây mới chỉ xấp xỉ là 1% tổng giá trị của cả tảng băng nợ xấu đang cản trở đà tăng trưởng của hệ thống ngân hàng. Như đã nhắc tới trong đoạn phóng sự nêu trên, thì nghị quyết 42 được Quốc hội bấm nút thông qua vào tháng 8 vừa rồi có vai trò đột phá. Mặc dù còn có nhiều tranh luận liệu rằng nghị quyết 42 có đang tạo cơ chế quá rộng cho các ngân hàng và tổ chức mua bán nợ xấu hay không. Tuy nhiên, đây vẫn được đánh giá là cơ chế đòn bẩy then chốt để xử lý hiệu quả tảng băng nợ xấu. Hơn 200.000 khoản nợ xấu tồn đọng nhiều năm không xử lý được do người đi vay không chịu giao tài sản. Nghị quyết 42 đã mang tới những đòn bẩy quan trọng, trao cho ngân hàng một công cụ xử lý nợ là quyền thu giữ tài sản đảm bảo ngay cả khi con nợ không đồng ý. Trong trường hợp phải đưa ra tòa xét xử, thời gian sẽ được rút gọn không quá 6 tháng thay vì phải mất hàng năm trời như trước. Nghị quyết 42 cũng mở rộng thị trường nợ. Bất cứ ai, tổ chức hay cá nhân, trong nước hay nước ngoài, đều có thể mua bán nợ xấu mà không cần phải xin cấp phép như trước. Thị trường đông vui hơn, nợ xấu chắc chắn sẽ được dễ dàng mua đi bán lại hơn. Một cơ chế đột phá khác là lần đầu tiên được dùng tiền mặt để mua nợ xấu. Lần đầu tiên có thể bán nợ xấu thấp hơn giá gốc. Hàng loạt cơ chế chưa có tiền lệ đó được kỳ vọng sẽ tạo đột biến trong tốc độ xử lý nợ xấu trong năm tới. Trao đổi với phóng viên thì Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC cho biết là cùng với sự ra đời của Nghị quyết 42, dự kiến trong năm nay sẽ xử lý được tới gần 25.000 tỷ đồng nợ xấu, bằng một nửa giá trị nợ xấu xử lý trong cả 3 năm trước. Nghĩa là đã có tín hiệu tăng tốc trong xử lý nợ xấu. Có thể nói hệ thống ngân hàng giống như cơ thể người, mà nợ xấu là một trong những căn bệnh trầm kha nhất. Thế nhưng nếu nhìn vào nguyên nhân sâu xa của căn bệnh này, thì đó chính là do tình trạng sở hữu chéo. Ví dụ như là việc ngân hàng cho doanh nghiệp sân sau vay nợ gây lũng đoạn thị trường đã từng xảy ra. Tuy nhiên trong năm qua đã có một liều thuốc đặc trị nhằm chữa tận gốc căn bệnh này. Đó là luật các tổ chức tín dụng sửa đổi đã được Quốc hội thông qua. Ngân hàng nước cũng đã đưa ra rất nhiều các quy định mới để nhằm ngăn ngừa các cái tổ chức dụng người kém mới phát sinh. Ví dụ như các quy định về nâng cao năng lực quản trị điều hành, đặc biệt là quản trị về mặt rủi ro đối với các tổ chức tín dụng, hạn chế cái vấn đề sở hữu chéo trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, minh bạch hóa cái nguồn vốn góp.
mạng nhện sở hữu chéo giữa các tổ chức tín dụng được gỡ bỏ từ tầng lớp lãnh đạo cao nhất. Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi không cho phép đảm nhiệm hai vai. Đã là ông chủ ngân hàng thì không được làm chủ doanh nghiệp khác. Cổ đông lớn và những người có liên quan ở ngân hàng này không được sở hữu quá 5% vốn điều lệ tại ngân hàng khác. Chúng ta có đầy đủ các cơ chế, các biện pháp, các phương án để có thể cho phép cơ quan nhà nước thẩm quyền, đấy là chính phủ và ngân hàng nước, có thể lựa chọn cái biện pháp áp dụng, phương áp dụng một cách phù hợp nhất đối với từng tổ chức tín dụng yếu kém. Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi cũng mang tới liều thuốc xử lý các ngân hàng yếu kém. Không chờ cho tới khi ngân hàng bước vào vòng nguy hiểm, ngân hàng nhà nước đã rung chuông cảnh báo từ xa bằng liều thuốc, can thiệp sớm. Ngân hàng buộc phải thu hẹp hoạt động và hạn chế các giao dịch lớn. Nếu các đơn thuốc chữa bệnh sớm không hiệu quả, ngân hàng đó sẽ phải chịu kiểm soát đặc biệt. Các liều thuốc đặc trị sẽ được đưa ra như sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng hay thậm chí là cho phá sản. Có thể nói là những thay đổi trong quy định luật trong năm nay đã nâng tầm chuẩn mực của ngành ngân hàng thêm một bước nữa. Và trên thực tế thì với những mục tiêu định lượng đã đạt được trong năm 2017, như là duy trì tỷ lệ nợ xấu trong giới hạn cho phép của Quốc hội, tăng trưởng tín dụng, kiểm soát lạm phát hay là dự trữ ngoại hối đã đạt mức kỷ lục, thì hệ thống ngân hàng đã liên tiếp nhận được những đánh giá tích cực từ các tổ chức quốc tế trong vài tháng cuối năm. Trước tiên phải nói tới hạng đánh giá tín nhiệm quốc tế Moody's mới đây đã nâng hạng từ ổn định sang tích cực đối với các tổ chức tín dụng tại Việt Nam. Hay đáng chú ý, hãng tin Bloomberg đã đưa ra phân tích cho thấy đồng tiền Việt Nam là một trong những đồng tiền ổn định nhất châu Á. Báo cáo mới đây của Ngân hàng Thế giới nêu rõ, trong bối cảnh áp lực lạm phát ở mức vừa phải, chính sách tiền tệ và tín dụng của Việt Nam tiếp tục tạo sự cân đối giữa ổn định vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng. Còn với Ngân hàng Thế giới ADB, đánh giá mới nhất từ tổ chức này khẳng định năm 2017 là một năm thành công trong công tác điều hành chính sách tiền tệ của chính phủ Việt Nam. Có thể nói diễn biến khả quan trong hoạt động ngân hàng hiện nay chính là kết quả của cả quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng gần 7 năm qua. Quá trình giúp từng bước ổn định lại các ngân hàng yếu kém, song song với việc thúc đẩy đa tăng trưởng của các ngân hàng lành mạnh, từ đó giúp cả hệ thống phát triển ổn định, bền vững. Quan trọng hơn cả, trong một chia sẻ mới đây, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ông Đào Minh Tú đã nhấn mạnh, trong quá trình triển khai đề án tái cơ cấu của từng tổ chức tín dụng, thì nguyên tắc xuyên suốt của nhà nước là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền. Sức khỏe của một ngân hàng thì không chỉ được đo bởi những số liệu tài chính khô khan mà còn thể hiện qua lòng tin của khách hàng. Sau 3 năm tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình thuộc sở hữu nhà nước thì CB Bank không chỉ giữ chân được các khách hàng cũ mà còn có thêm được rất nhiều khách hàng mới. Cái ngân hàng này là như thế nào, mình đã nắm cái thông tin này rồi thì mình mới đặt cái niềm tin thì mình sẽ gửi về đó. Mấy cái vụ mà đồn rút ra tôi cũng đâu rút để tới nhờ luôn, thành ra tôi cũng rất là an tâm. Nhà tôi rất thích là mấy đứa trẻ ở đây là nó ưa điện nhắc mình cũng khoái. Huy động vốn tăng hơn 5.000 tỷ đồng so với thời điểm khó khăn nhất. Hơn 2.000 tỷ đồng được giải ngân kể từ đầu năm nay, thu về 5.000 tỷ đồng nợ xấu. Hoạt động của ngân hàng xây dựng đang đi dần vào quỹ đạo với quy trình hoạt động được chuẩn hóa. Không chỉ ngân hàng xây dựng, hai ngân hàng được nhà nước mua lại 100% vốn cũng như các ngân hàng yếu kém khác đều đã có nhiều cải thiện tích cực. Đó là khẳng định của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú. Phó Thống đốc khẳng định, trong quá trình triển khai đề án tái cơ cấu của từng tổ chức tín dụng yếu kém, thì nguyên tắc xuyên suốt là đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền. Chính phủ, ngân hàng nhà nước, cơ quan của chính phủ quản lý lĩnh vực này thì cũng luôn luôn quan tâm, quán xuyến cái nguyên tắc, cái quan điểm đảm bảo quyền lợi cho người gửi tiền. Theo lãnh đạo ngân hàng nhà nước, từ các kết quả khả quan vừa qua, một đề án tái cơ cấu các ngân hàng giai đoạn 2 sẽ sớm được thông qua. Đây sẽ là hành lang pháp lý quan trọng nhằm đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu, cũng như củng cố sự ổn định và phát triển bền vững hơn nữa của hệ thống ngân hàng. Báo cáo của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia năm nay cho thấy là lợi nhuận của cả hệ thống ngân hàng đã tăng trưởng tới 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận tăng trưởng sẽ giúp các ngân hàng gia tăng nguồn lực tài chính để xử lý các khoản nợ xấu. Và bên cạnh đó, tiếp tục tái đầu tư vào các mảng dịch vụ trên nền tảng số và thương mại điện tử để tạo gia tốc cho đà tăng trưởng trong thời gian tới. Quyết định về đề án tái cơ cấu ngân hàng giai đoạn thứ 2, giai đoạn 2016-2020 đã chính thức được chính phủ phê duyệt trong năm nay. Ở ngay khi có các cơ chế đặc thù trong năm nay thì tốc độ xử lý nợ xấu đã có dấu hiệu cải thiện. Hy vọng rằng là 2018 sẽ còn là một năm tích cực hơn nữa trong xử lý nợ xấu, góp phần quan trọng để tái cơ cấu hiệu quả hệ thống ngân hàng.